Quý vị đang đến với phần 2 của bản tin FBC 24/7. Thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 6, quân đội Philippines cho biết họ vừa bắt giữ một thành viên của tổ chức MOTE. Đây cũng là nhóm khủng bố do IS hậu thuẫn và đây là nhóm khủng bố mà lực lượng quân đội Philippines đang chiến đấu tại thành phố Marawi. Theo thông tin từ quân đội Philippines, vào sáng ngày 15 tháng 6, họ đã bắt giữ một kẻ là thành viên của nhóm khủng bố mang tên MOTE do IS hậu thuẫn. Kẻ này có tên là Mohammad Noam và bị bắt tại điểm kiểm soát gần thành phố ven biển Cagayan de Oro. Hai người anh em của Mohammad là Omar Khayyam và Abdullah là những kẻ dẫn đầu trùm MOTE. Hiện chúng là những kẻ đứng đầu vụ xung đột giữa quân đội Philippines và binh lính do IS hậu thuẫn tại Marawi. Phía quân đội Philippines cho rằng 7 tên trong nhóm MOTE còn lại có khả năng đang ở thành phố Marawi. Khi bị bắt giữ, lực lượng quân đội phát hiện Mohammad Noam đang giữ thẻ sinh viên giả của trường đại học Mindanao ở Marawi, tuy nhiên lại không được trang bị vũ khí. Hiện tại, phía cảnh sát và quân đội Philippines đang tra hỏi người này, hy vọng có thể thu thập được những thông tin chính xác nhất liên quan đến phiến quân hiện đang chiếm đóng Marawi. Ngày 15 tháng 6, chính phủ Philippines cũng yêu cầu toàn quốc làm lễ chia buồn đối với những gia đình có binh lính hy sinh trong cuộc chiến tại Marawi và những dân thường xấu số đã phải bỏ mạng trong cuộc chiến này. Từ khi NATO rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2011, bất ổn về chính trị, kinh tế cùng với việc người dân tị nạn từ các nước trở về đã tạo nên gánh nặng ngân sách cho nước này. Sau những nỗ lực kêu gọi cứu trợ thì mới đây Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt gói cứu trợ trị giá hơn 500 triệu đô la Mỹ nhằm giúp Afghanistan ổn định tình hình kinh tế. Vừa qua, Ngân hàng Thế giới đã thông qua kế hoạch hỗ trợ tài chính hơn 500 triệu đô la Mỹ cho Afghanistan nhằm hỗ trợ các dự án thúc đẩy kinh tế, cải thiện chất lượng dịch vụ tại 5 thành phố và hỗ trợ người tị nạn Afghanistan trở về Pakistan. 6 khoản trợ cấp bao gồm cả tiền ủng hộ trị giá khoảng 520 triệu đô la Mỹ này sẽ một phần giúp chính phủ Afghanistan khi nước này đang phải đối mặt với những nguy cơ bất ổn về kinh tế. Bắt đầu từ năm 2011, việc quân đội quốc tế rút quân và tình hình chính trị bất ổn đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của Afghanistan. Cùng với tình hình an ninh trong nước bất ổn đã gia tăng áp lực ngân sách đối với Afghanistan. Có khoảng 800.000 người Afghanistan trở về từ Pakistan và Iran. Nhiều người trong số họ chủ yếu phải dựa vào khoản thu tự cung tự cấp ở các vùng nông thôn hoặc công việc được trả lương thấp ở các thị trấn. Vì thế, khoảng 205,4 triệu đô la Mỹ trích từ gói cứu trợ của Ngân hàng Thế giới sẽ được sử dụng để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi những người tị nạn trở về từ Pakistan. Ngoài ra, 100 triệu đô la Mỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ và giúp người nghèo phát triển kinh doanh. 20 triệu đô la Mỹ sẽ dùng cho việc cải thiện chất lượng dịch vụ tại 5 thành phố. 29,4 triệu đô la Mỹ sẽ dùng cho việc xây dựng nơi dự trữ lúa mì và ngũ cốc. Và 60 triệu đô la Mỹ sẽ được dùng để thúc đẩy phát triển nhà máy điện ở phía tây tỉnh Herat. Với cáo buộc ủng hộ các tổ chức khủng bố Qatar bị các nước láng giềng cô lập, cắt đứt quan hệ ngoại giao, cấm vận kinh tế, để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra, thì Qatar đã chủ động tăng cường thêm một số tuyến đường biển để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa. Do nốt cảng Hamad, Qatar cho biết việc Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cắt đứt liên lạc giao thông với Qatar không gây ảnh hưởng lớn đến cảng Hamad. Ả Rập Saudi và 4 nước Trung Đông khác đã tuyên bố sự chấm dứt các mối quan hệ về ngoại giao, kinh tế và giao thông với Qatar vào ngày 5 tháng 6. Các hoạt động trao đổi và vận chuyển hàng hóa từ Ả Rập Saudi và UAE đến Qatar đã bị chặn lại. Nằm ở phía đông của bán đảo Ả Rập, Qatar chỉ có chung một đường biên giới với Ả Rập Saudi và thông qua đường bộ để nhập khẩu hàng hóa của nước này. Khi căng thẳng ngoại giao giữa Qatar với Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất leo thang, tất cả các chuyến vận tải đường bộ từ Ả Rập Saudi đến Qatar đã bị đình chỉ. Nếu so sánh với khả năng vận chuyển hàng hóa của cảng Hamad, thì lượng hàng nhập khẩu qua biên giới hàng ngày tương đối ít hơn trước. Cảng Hamad hoàn toàn có thể vận chuyển những hàng hóa vốn dĩ được nhập khẩu bằng đường bộ trước đó. Ông Nasser cũng cho biết thêm, Qatar đang lên kế hoạch mở thêm đường mới hoặc thay đổi các cảng vận chuyển hàng hóa do các chuyến tàu chở hàng từ cảng Jebel Ali đến Doha đã bị ngăn chặn. Hai tuyến đường mới từ Soha đến Hamad và từ Salaha đến Hamad đã được mở ra, với mỗi tuyến 3 ca một tuần. Bên cạnh đó, tuyến đường mới giữa Hamad và Mundra cùng với Hamad của Ấn Độ cũng sẽ được mở ra vào ngày 19 tháng 6. Theo lời của giám đốc cảng Hamad, Qatar có hai chuyến tàu chở hàng trực tiếp đi Viễn Đông hàng tuần và một chuyến vận chuyển bằng đường hàng không đến Thượng Hải, Trung Quốc. Do đó, các công ty và doanh nhân Trung Quốc không cần phải lo lắng về vấn đề giao thương với Qatar. Thực vị Hồng Kông sắp sửa kỷ niệm 20 năm ngày đặc khu này được trao trả về cho Trung Quốc. Đã có nhiều thay đổi trong 20 năm qua, biến Hồng Kông trở thành một đặc khu kinh tế sầm uất, đồng thời là thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới. Ngày 1 tháng 7 năm 1997 là ngày chính quyền Anh trao trả Hồng Kông về cho Trung Quốc. 20 năm sau, đặc khu này đã có những thay đổi đáng kể.
nhiều người hướng đến tương lai, nhưng cũng có người nhìn lại quá khứ. Cơ sở hạ tầng là lĩnh vực chứng kiến sự thay đổi nhiều nhất. Tòa nhà sau lưng tôi là một trong hơn 100 công trình kiến trúc thời thuộc địa đang được bảo tồn trong diện di sản của Hồng Kông. Nhiều công trình mọc lên trong giai đoạn năm 1970-1980, khi đó Hồng Kông đang đón nhận làn sóng tái thiết đô thị cực kỳ mạnh mẽ. Trước lúc trao trả Hồng Kông về cho Trung Quốc, chính quyền Anh đã đổ tiền dồn dập vào thị trường bất động sản nhằm thu về nguồn lợi nóng càng nhanh càng tốt. Đó cũng chính là cơ sở của hàng loạt những công trình cơ sở hạ tầng mọc lên chóng vánh sau đó tại đặc khu Hồng Kông cho đến ngày hôm nay. Những công trình kiến trúc thuộc địa đã tạo nền móng cho phát triển cơ sở hạ tầng. Làn sóng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản Hồng Kông ngày càng mạnh mẽ hơn trong suốt 20 năm qua. Tuy nhiên, vấn đề bảo tồn di sản kiến trúc thuộc địa là điều đáng nói. Trở ngại lớn nhất trong chuyện bảo tồn di sản thời thuộc địa chính là chính sách. Đã có một vài thay đổi nhỏ, nhưng nhìn chung, chuyện này chưa được coi là ưu tiên của chính quyền. Dù lúc pháp luật về bảo tồn di sản ở Hồng Kông không có nhiều thay đổi đáng kể trong 20 năm qua, việc giữ gìn ký ức của Hồng Kông dường như chỉ phụ thuộc nhiều vào những trang giấy hơn là quy hoạch bảo tồn không gian đô thị trên thực tiễn. Dưới triệu phú, bộ phận chỉ chiếm khoảng 1% dân số thế giới hiện đang nắm trong tay khoảng 45% tổng tài sản toàn cầu. Đây là con số kỷ lục và được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Theo thống kê của công ty tư vấn Boston Consulting Group BCG, hiện nay mặc dù chỉ chiếm khoảng 1% dân số thế giới, nhưng nhóm triệu phú đang nắm giữ 75.000 tỷ đô la Mỹ, tức chiếm khoảng 45% tổng tài sản toàn cầu. Trong số gần 18 triệu hộ gia đình triệu phú hiện nay trên thế giới, Mỹ dẫn đầu các quốc gia có nhiều triệu phú nhất với 7 triệu gia đình triệu phú, Trung Quốc xếp thứ hai với khoảng 2 triệu gia đình triệu phú. Dự đoán đến năm 2020, giới triệu phú sẽ nắm giữ khoảng 115.000 tỷ đô la Mỹ và nâng tỷ lệ kiểm soát tổng tài sản toàn cầu từ 45% như hiện nay lên con số 51%. Bên cạnh đó, BCG cũng dự báo trong số gần 15.000 tỷ đô la Mỹ tài sản được dự báo tăng thêm trong thời gian từ nay đến năm 2020, có gần 14.000 tỷ đô la Mỹ được cho là sẽ đến từ chứng khoán. Chuyển sang thị trường chứng khoán châu Á diễn biến giằng co trong tuần giao dịch vừa qua. Thị trường đang thiếu thông tin tích cực để hỗ trợ cho tâm lý của các nhà đầu tư. Chứng khoán châu Á đồng loạt mất điểm trước sự lao dốc mạnh của nhóm công nghệ. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật và KOSPI của Hàn Quốc là chịu tác động lớn nhất. Thị trường đã lấy lại sắc xanh trong phiên ngày thứ ba nhờ vào đà tăng của dòng cổ phiếu ngân hàng. Bên cạnh đó, nhóm công nghệ cũng đã tăng tốc trở lại với xu thế của các cổ phiếu như LG Display và Sharp. Ngoài ra, thị trường còn đón nhận thông tin về niềm tin của các doanh nghiệp Úc đã tăng lên trong tháng 5 vừa qua. Điều này cho thấy các điều kiện kinh doanh ở quốc gia đang dần cải thiện. Các chỉ số đảo chiều giảm điểm trong phiên ngày thứ tư sau thông tin không mấy lạc quan về thị trường Trung Quốc. Theo đó, hoạt động đầu tư vào tài sản cố định trong tháng 5 đã sụt giảm nhiều hơn so với dự báo. Bên cạnh đó, giá dầu thế giới tiếp tục đà trượt dốc cũng tác động tiêu cực đến thị trường. Về những phiên cuối tuần, diễn biến của các chỉ số chứng khoán tiếp tục giằng co sau thông tin liên quan đến động thái nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Chứng khoán châu Âu lại có tuần giao dịch khá biến động. Kết quả sau cuộc tổng tuyển cử tại Anh vẫn đang ảnh hưởng nhất định đến thị trường chung. Chứng khoán châu Âu giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần với sự thận trọng của nhà đầu tư sau kết quả từ cuộc tổng tuyển cử tại Anh từ tuần trước. Nhóm ngành công nghệ và ngân hàng đồng loạt lao dốc, có tác động chính đến thị trường. Sắc xanh đã trở lại với các chỉ số chứng khoán trong phiên ngày thứ ba, giữa bối cảnh những diễn biến chính trị ở Anh vẫn đang thu hút sự chú ý của giới tài chính. Dòng cổ phiếu công nghệ góp phần nâng đỡ thị trường. Bên cạnh đó, nhóm tài chính cũng đồng loạt tăng mạnh. Đáng chú ý, cổ phiếu của Sở dịch chứng khoán London LSE đã bứt phá hơn 5% trước nhiều kỳ vọng về viễn cảnh của cơ quan này từ đây cho đến năm 2019. Bên cạnh đó, thị trường còn đón nhận thông tin về lạm phát tại Anh trong tháng 5 đã tăng 2,9%, đánh dấu mốc cao nhất trong 4 năm qua. Ở những phiên cuối tuần, tâm lý nhà đầu tư thận trọng trước cuộc họp của các ngân hàng như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ. Ngoài ra, thị trường cũng đối mặt với thông tin về doanh thu bán lẻ ở Anh đã giảm 1,2% vào tháng trước. Các chỉ số chứng khoán phố Wall Street liên tục rung lắc trong tuần cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tác động chính đến hoạt động giao dịch của giới đầu tư. Chứng khoán phố Wall đã khởi động phiên đầu tuần không mấy suôn sẻ với xu thế giảm từ nhóm ngành công nghệ. Trong đó, cổ phiếu của Apple lao dốc mạnh sau khi bị tổ chức tín dụng Mizuho hạ mức triển vọng từ mua xuống còn trung lập. Diễn biến này cũng ảnh hưởng đến một loạt các cổ phiếu công nghệ khác như Amazon, Netflix và Facebook. Thị trường đã lấy lại sắc xanh trong phiên ngày thứ ba khi chính những cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm công nghệ đảo chiều tăng tốc. Nhiều chuyên gia nhận định sau hai phiên bị bán tháo trước đó, dòng cổ phiếu này đã được mua mạnh trở lại. Kể từ đầu năm đến nay, nhóm công nghệ thuộc chỉ số S&P 500 đã tăng đến 17,6%. Theo một khảo sát gần đây của tổ chức tín dụng Bank of America Merrill Lynch, 84% giám đốc quỹ đầu tư cho rằng thị trường tài sản Mỹ đang được định giá quá cao. Về cuối tuần, các chỉ số liên tục rung lắc khi nhà đầu tư thận trọng hơn với hoạt động giao dịch.
Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã thông báo nâng lãi suất lần thứ hai trong năm, đồng thời lên kế hoạch thu hẹp bảng cân đối kế toán trị giá 4,5 ngàn tỷ đô la của mình. Và xin quý vị đừng chuyển kênh, về phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin quan trọng như sau. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố top 10 đặc sản quà tặng nổi tiếng Việt Nam. Lần đầu tiên khảo sát sức khỏe dinh dưỡng cho 50.000 trẻ em.